đầu tư. Tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Thái Văn Thành, nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam, vừa giới thiệu sản phẩm phân bón lá ưu việt cho bà con nông dân. Phân bón lá ưu việt được sản xuất theo công nghệ của Mỹ, Nhật và sản xuất tại Đài Loan. Đây là loại phân bón lá hữu cơ tổng hợp giúp cho cây trồng tăng sức đề kháng, chống chọi với sâu bệnh và tăng khả năng quang hợp. Với loại phân bón này, giúp cho nông dân giảm được 30% chi phí sản xuất nông nghiệp so với bình thường. Bên cạnh đó, loại phân này còn giúp cải tạo môi trường, tăng năng suất trong sản xuất và không gây độc hại cho con người và động vật.